Rồi ra qua mua sữa, qua mua sữa. Xin mời cô gái Việt Nam. Có muốn về khách sạn coi coi chơi Jadu không? Doraemon không? À Mario thôi hả? Sữa bên này, sữa con bên này mà. Con uống mấy cái bình này nè, chứ đâu phải uống cái bình đó. Là con uống cái này nhiều nhiều men quá. Con mua cho mẹ đã. À mua cho mẹ hả? Thế đẩy xin lỗi rồi đủ rồi mai còn đi tiếp.